Đáng cho thầy ơi, Xuân Hà làm ông chủ bắn cái gì đó. Bán gì? Bán gì? Bán cho vô sữa chua uống tự ý gì? Màu màu cam á. Mấy tiền? Cảm ơn nha. Mấy tiền. Rồi thối tiền cho cái cho gì đi. Rồi. Rồi bán cho mày thôi chưa. Này mấy tiền? 2 triệu. 2 triệu rồi nè đây. Rồi. Thối tiền. Có cho không? Có cho cái này không? Cậu có tiền cho cậu. Cậu không có tiền, cậu có cho không? Cho cậu không? Cho cái đó hả? Cho nào? Rồi, rồi cảm ơn Thiên Hà ha. Cho cái màu xanh đi ông chủ ơi. Xin. Đưa đàng hoàng coi, đưa đây. Đưa lên đàng hoàng. Nhiêu vậy? Nhiêu tiền mấy này? Tiền? Nhiêu tiền vậy? Rồi, trả là có 2 tiền nè. Cảm ơn nha. Có 2 tiền thôi. Đi rồi đó. Rồi bán cho mày cái nào nữa. Ờ cái này màu xanh phải không? Mấy tiền? 2 tiền. 2 tiền nè, tả tiền. Rồi.